Nhà hàng này 5 giờ nó mới mở cửa các bạn. Bữa nay mình vô thì nó hơi vắng. Ok, thôi ngồi tốt dưới kia đi. Ở đây thì nó có quán bar, đây là phục vụ theo phong cách của người Nhật các bạn ha. Phòng không gian rất là ấm cúng. Nhân viên cũng rất là thân thiện luôn. Đa số khu này là cho sinh viên ở đây có cái trường đại học nổi tiếng bạn. Nguyên một cái khuôn viên trường đại học nổi tiếng St. Louis University. Bên đây vẫn bị chắc bằng là TV ăn. Khi mà đi ăn ở bên Mỹ thì mình phải xin cái ghế này cho bé chát các bạn. Bé chát là có ghế riêng ngồi nha. Bé chát muốn ăn gì không? Bé chát muốn ăn gì không? Bé chát biết kêu không? Biết order không? Bé chát order cho người ta coi cô ấy. Hả? Chắc đi ăn người ta hay cho đồ ăn lắm á, người ta tặng bé chát á. Lạnh chân hả? Chắc nó đẩy đâu quậy, nó thấy mình quậy cái nó không quậy nữa các bạn ơi. Nó quen không? Lại có một em nhân viên tới hỏi mình là mình có phải là YouTuber nổi tiếng nhân lì hay không. Thì các bạn biết không, mình nói là đúng rồi, cô ta rất là khá ngạc nhiên. Tại vì mình tới đây mấy lần rồi, cô ta thấy mình quay video clip á, mà cô ta thấy mình quen các bạn. Thì mình đã nói với các bạn rồi, ở đây là cái khu mà trường đại học nổi tiếng St. Louis University. Trường đại học khá là nổi tiếng ở bên tiểu bang mình ha. Cho nên ở đây có rất là nhiều sinh viên họ tới, họ làm thêm các bạn. Đa số những cái nhà hàng này á là họ bán cho sinh viên, học sinh với lại thầy cô giáo ở đây nè. Đó. Các bạn St. Louis University. Đó. Trường đại học nổi tiếng nha. St. Louis University. Bự không? Đó. Nguyên một cái khu nè, đó, khu đại học nè. Nguyên một cái khu này là đại học không các bạn? Trời. Ăn rồi. Con dục nó làm quá cho con chơi. Ngồi lên bàn luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái món này nha. Tôm lăn bột chiên, rau củ chi lăn bột chiên. Còn cái này là cái tô mì Hakata. Spicy. Hấp dẫn chưa các bạn? Hấp dẫn chưa? Có trứng lòng đào nè, giấm nè, thịt lợn nè, con cói nè. Nè. À, không? Này có bắp. Cái tô bên này cũng vậy luôn, nhưng mà đây có giá, có ớt, bắp. Cay. Trời, miếng thịt này nhỏ xíu vậy. Bỏ cho bự lên mà. Ở dưới còn miếng nữa. Nhân liền 3 miếng nữa. Lấy 3 bớt miếng đi. Ngon cơm. Chắc ăn được không? Cơm. Mời các bạn thưởng thức cái tô mì chính gốc Nhật Bản các bạn nhé. Nhìn nè, cái tô mì nó làm ngon không? Uống nước súp nha. Nước súp này á là hầm 72 tiếng các bạn. Một ngày có 24 tiếng, 72 tiếng là 3 ngày. Bắp. À, ngon quá. Trứng lòng đào. Thịt giò heo rồi. Giấm đỏ không? Nè, cho nè. Bây giờ mới là thưởng thức cộng bì. Nó nồi. Mì ngon bạn, dai. Đây mì ngon. Nhạc nước súp cũng ngon.
ngon quá bạn ơi. Một tô mì chuẩn Nhật. Tô mì đem hết đi dài ngon. Một nước. Một đôi giận. Còn chỗ này nó khôn ăn. Em cảm biết khúc nó giờ mới biết đó. Biết rồi. Lúc thật nó mang tôm ăn. Mình biết khôn rồi. Bây giờ đi ăn rồi, phải đút cho con ăn các bạn. Mẹ thế này mẹ. Từ từ, từ từ. Đút ảnh luôn đó trời. Khái rồi, khái rồi, khái cho mẹ rồi. Khái ra mình của mình. Cha tôi giống tôi rồi. Chào lại với tô mì luôn. Ừ.
má chín ăn chơi ha. Ngon quá. Ừ. Tô mì quá là bự. Tô mì trời. Em muốn chạy miếng. Khi đã thèm. No quá không nổi bà. Chào mọi người ăn các bạn ha. Nãy giờ nó cho mấy chiếc ăn rồi, bây giờ mấy chiếc no rồi phải không? Quậy vậy. Bà con ơi. Thank you. See you next time. Hơi no quá, thôi không uống nữa. Phá cho ngành nail. Li K là sản phẩm Pedicure 4 Step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.